Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Cao Bằng xuân yêu thương với vùng cao. Sơn La, hơn 2.000 hộ dân vùng cao được đón điện lưới trước Tết Nguyên đán. Hàng trăm giáo viên học sinh tham gia cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Hưng Yên. Người nông dân năng động ở thôn vùng cao Bắc Cạn. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên phối hợp với Chi hội Tài trợ Chữ thập đỏ Tình Người Hà Nội tổ chức trao tiền hỗ trợ làm nhà cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, huyện Ân Thi. Ông Nghiêm Xuân Tảo là thương binh hạng 494, bị nhiễm chất độc da cam. Vợ chồng ông Tảo sinh được 4 người con, trong đó 2 người con cùng bị nhiễm chất độc da cam. Hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn. Ông Tảo được đồng đội và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội hỗ trợ 50 triệu đồng cùng với nguồn vốn của gia đình xây dựng ngôi nhà 2 tầng khang trang, ổn định cuộc sống. Được biết, đây là mái ấm thứ tư tại huyện Ân Thi, được Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh phối hợp với các mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí xây dựng. Sắp Tết, những chuyến xe thiện nguyện từ chương trình Xuân Yêu Thương của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lăn bánh trên mọi nẻo đường với hy vọng mang đến cái Tết đầy đủ, ngập tràn tình yêu thương về với người dân. Những nụ cười, ánh mắt rạng rỡ của bà con dân tộc vùng cao, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã cho thấy sự chia sẻ, đùm bọc là món quà ý nghĩa nhất mỗi dịp Tết đến xuân về. 5 giờ sáng, không khí tất bật, khẩn trương và đầy nhiệt huyết trên chuyến xe mang Tết yêu thương đến với người dân vùng cao tỉnh Cao Bằng. Xa xôi vất vả có lẽ không phải là trở ngại đối với hơn 30 thành viên của đoàn tình nguyện, nhất là với anh Nguyễn Duy Học, bị dị tật bẩm sinh từ nhỏ nhưng đã có hơn 10 năm làm tình nguyện. Những chuyến đi như thế này trở nên quen thuộc đối với anh, đặc biệt mỗi dịp Tết đến xuân về, khi anh có thể đem lại niềm vui, tiếng cười đến với mọi người. Được tham dự thì mình thấy rất vui và ý nghĩa. Ở đây có nhiều gian hàng qua tặng cho các trẻ em thì, và trong đó có cả chương trình gói bánh chưng giúp cho các em hiểu được cái ý nghĩa của Tết truyền thống. Được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như gói bánh chưng, tặng đồ dùng học tập, tặng áo ấm, các gian hàng chợ xuân không đồng. Hơn 297 em học sinh của trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng và bà con đồng bào dân tộc nơi đây cảm thấy Tết đã đến thật gần. Vì một số bạn thì chưa được gói bánh chưng bao giờ, cũng là chưa được biết cảm giác gói bánh chưng như nào, không biết cách gói nên là đây là hoạt động rất là ý nghĩa. Cho đi là còn mãi, những phần quà, những hoạt động thiện nguyện được lan tỏa, sẻ chia đến các em học sinh, đồng bào dân tộc không chỉ có giá trị về vật chất mà trên tất cả đó còn là món quà tinh thần vô cùng quý giá, thắp lên niềm tin, niềm lạc quan, yêu đời, tiếp thêm động lực để đồng bào vươn tới một ngày mai tươi sáng hơn. Tại xã Triển Hàm, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, Công ty Điện lực Sơn La vừa phối hợp với Sở Công Thương tỉnh nghiệm thu đóng điện các trạm biến áp thuộc dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia giai đoạn 2016-2020. Theo đó, sẽ có hơn 2.000 hộ dân vùng cao được đón điện lưới trước Tết Nguyên đán. Bản Cang, xã Triển Hạc có 180 hộ dân với hơn 600 nhân khẩu. Từ nhiều ngày qua, khi biết thông tin sẽ được cấp điện lưới trước dịp Tết Nguyên đán 2020, nhiều người vẫn chưa tin. Tuy thế, để chuẩn bị cho việc được cấp điện, gia đình nào cũng mua sắm các thiết bị điện và lắp đặt hệ thống đường dây điện để chờ sẵn. Việc có điện trước dịp Tết cổ truyền của dân tộc càng có ý nghĩa hơn đối với các hộ dân ở đây. Một là để nghe Chủ tịch nước chúc Tết của nhân dân. Cái thứ hai nữa là sẽ còn được xem cái pháo hoa người ta bắn lên để xem cảnh đấy. Mới là cảnh Tết, còn sắm ở nhà nói chung là có chiếc TV xem là được rồi. Trong dịp này, gần 150 hộ dân tại 3 bản khác của xã Triềng Hạc cũng được cấp điện lưới quốc gia. Đây là những bản cuối cùng của huyện Yên Châu chưa có điện lưới. Sau khi đóng điện 4 bản trên địa bàn huyện Yên Châu đã thực hiện 100% số xã, số bản có điện. Qua đó cũng góp phần nâng tỷ lệ hộ dân có điện trên toàn tỉnh Sơn La lên 96%. Đưa điện về trong 180 hộ dân ở đây với điều kiện thời tiết rất khó khăn. Nhưng mà đơn vị thi công thì cùng với công ty Sơn La đã hoàn thành cái nhiệm vụ và cũng như cái chủ trương của tỉnh đưa ra là đảm bảo đến trước Tết Nguyên đán này là tổng số hộ dân trên địa bàn tỉnh Sơn La sẽ nâng lên tỷ lệ là 96% số hộ dân có điện.
cùng với các hộ dân ở xã Triềng Hạc trước Tết Nguyên đán, gần 2.000 hộ dân khác tại Sơn La cũng đã được cấp điện lưới quốc gia. Đây là một niềm vui không nhỏ đối với họ. Nhờ đó, họ sẽ đón Tết với không khí phấn khởi, vui tươi hơn và chờ đón những sự đổi thay của bản làng sau khi được tiếp cận với ánh sáng văn minh. Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát hiện và tạm giữ trên 1.000 gói mứt tết các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ tại một cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện Phú Ninh. Qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện cơ sở sản xuất mứt tết của bà Tạ Thị Thái đang đóng hộp các loại mứt tết để bán ra thị trường. Bước đầu bà Thái khai nhận nguồn gốc nguyên liệu để sản xuất mua tại xã Tân Lập và xã Văn Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên, cơ quan công an xác minh tại hai xã này không có cơ sở sản xuất các loại nguyên liệu như lời khai. Lúc này, đối tượng Tạ Thị Thái mới thú nhận đã mua nguyên liệu trôi nổi ngoài thị trường, sau đó tự in tem nhãn, đóng hộp và bán ra thị trường với giá chỉ từ 13 đến 15 nghìn đồng một hộp mứt. Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường đã tạm giữ hơn 1.000 hộp mứt và gần 500 kg nguyên liệu chưa đóng gói. Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công, chấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, mới đây đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã chủ trì phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu Hoành Mô bắt đối tượng vận chuyển trái phép pháo nổ. Đồn biên phòng Quảng Đức bắt đối tượng Ngô Văn Yên, sinh năm 1979, trú tại tỉnh Quảng Ninh, điều khiển xe ô tô bán tải vận chuyển 22 thùng pháo có tổng trọng lượng là 436,6 kg. Khi đang trên đường đi tiêu thụ tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, vụ việc đang được lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy, cướp giật, mua bán vận chuyển trái phép các loại pháo trong dịp Tết Canh Tý năm 2020, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã triển khai lực lượng bám nắm địa bàn, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát ở những địa bàn tuyến đường trọng điểm, đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn buôn bán vận chuyển pháo nổ trái phép qua biên giới nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn và vùng biên giới. Trong những tháng cuối năm 2019 và dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, tình hình hoạt động của tội phạm nói chung, đặc biệt là tội phạm về ma túy, tội phạm buôn bán vận chuyển pháo nổ trên các địa bàn khu vực biên giới trong tỉnh có chiều hướng gia tăng. Bên cạnh đó, tình hình an ninh trên biên giới diễn ra phức tạp, hoạt động buôn bán gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng có chiều hướng gia tăng. Trước tình hình đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống các loại tội phạm nhằm bảo đảm an ninh trật tự an toàn trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2020. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy và tội phạm tập trung đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với các loại tội phạm. Từ đầu năm 2019 đến nay, qua tuần tra kiểm soát, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã bắt giữ 51 vụ, 69 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, tăng vật thu giữ gồm 6 bánh, 35 tép và 47,98 gram heroin, hơn 592 gram thuốc phiện. Đồng thời, bắt giữ được 2 vụ vận chuyển pháo trái phép qua biên giới, với khối lượng pháo các loại cùng nhiều vụ việc nghiêm trọng khác. Trước những tiềm ẩn diễn biến phức tạp về các loại tội phạm trên khu vực biên giới, các đơn vị phối hợp với chính quyền đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức cho hàng ngàn người dân sinh sống ở khu vực biên giới ký cam kết nâng cao nhận thức trách nhiệm về phòng chống tội phạm, không chở hàng thuê, không che giấu người vận chuyển hàng cấm trái phép. Triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng, kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn đơn vị phụ trách quản lý, tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho quần chúng nhân dân trên địa bàn, tự giác chấp hành nghiêm chỉnh các cái quy định của pháp luật và từng bước nhận thức rõ được cái âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Trong những ngày đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh quán triệt cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần cảnh giác, trách nhiệm, nắm chắc mọi tình hình gì biến động, vui xuân mới không quên nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn, khu vực biên giới. Mới đây tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ và tỉnh đoàn tổ chức hội nghị tổng kết cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất năm 2019.
sau hơn 6 tháng phát động, ban tổ chức đã nhận được 50 hồ sơ, các mô hình, sản phẩm tham gia cuộc thi đến từ các cấp học của tỉnh, trong đó huyện Văn Lâm dự thi nhiều nhất lên đến 16 hồ sơ. Tại cuộc triển lãm các sản phẩm đạt giải, chính các em cũng được trải nghiệm, được giới thiệu cho người xem, đồng thời tự tin trình bày các sản phẩm nghiên cứu của mình, cũng như trả lời các câu hỏi mà ban giám khảo đưa ra một cách thuyết phục. Đây cũng là lần đầu tiên chúng em được tham gia một cuộc thi lớn như thế này ạ. Và cũng may mắn là cái bản mô hình của chúng em cũng đã được nhận được giải ạ. Và đây là một cái sân chơi rất tốt cho bọn em để bọn em có thể tham khảo được nhiều cách làm mới hơn mà bọn em có thể chưa biết trong cái cách mà bọn em đã tạo ra cái bản này. Đối với cuộc thi này, đối với thanh thiếu niên cũng như là học sinh sinh viên đã tạo cho học sinh một cái sân chơi lành mạnh về vấn đề nghiên cứu bước đầu cho vấn đề nghiên cứu học, và cũng là một cái nội dung để rèn luyện cho học sinh có cái năng lực sáng tạo trong cuộc sống, và đặc biệt là vận dụng những cái kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề trong thực tiễn. Các sản phẩm dự thi gồm đồ dùng học tập, phần mềm tin học, tự động hóa, trong đó có một số sản phẩm thân thiện với môi trường, các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em, các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Hầu hết được làm từ những vật dụng rất quen thuộc trong đời sống hàng ngày đã được các em áp dụng để làm thành những sản phẩm hữu ích như tinh dầu đuổi muỗi an toàn cho sức khỏe con người từ cây sả, hay mô hình xây dựng, phân phối hệ thống tưới cây giống thông minh bằng cảm biến. Qua xem xét 30-35 giải thì chúng tôi thấy một điều rằng là các cháu của chúng ta rất thông minh, rất sáng tạo, và những vấn đề các cháu đề cập đến nó bao quát khá rộng các vấn đề của cuộc sống, của xã hội. Từ lịch sử đến những vấn đề của khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp, trong cuộc sống hàng ngày và trong các cải tiến khoa học kỹ thuật trong đồ dùng của học, trong học tập, thì cái tư duy thông minh của trẻ đã bắt đầu được bộc lộ, và chúng tôi đang hy vọng những cuộc thi sau là chúng ta sẽ có những kết quả tốt hơn. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao giải cho 35 mô hình, sản phẩm có tính thực tiễn và sáng tạo, trong đó không có giải nhất, 5 giải nhì, 6 giải ba và 24 giải khuyến khích. Cũng tại chương trình, ban tổ chức đã phát động hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 3 năm 2020. Những năm gần đây, hàng chục hộ dân sinh sống tại tổ 10, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên liên tiếp phản ánh về tình trạng một số cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn trong quá trình hoạt động đã gây khói bụi, tiếng ồn, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sản xuất của người dân. Bức xúc này tiếp tục gia tăng khi tháng 5, cơ sở luyện vôi hoạt tính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Nhật Nguyệt đi vào hoạt động giữa mùa hanh khô. Khói bụi ô nhiễm từ các cơ sở sản xuất phủ kín khắp mọi nơi. Điều mà người dân ở đây băn khoăn, lo lắng nhất là vì sao cơ sở sản xuất công nghiệp lại được xây dựng ngay sát khu dân cư, và trong khi người dân kiến nghị rất nhiều nhưng chưa được quan tâm giải quyết. Nằm sát quốc lộ 17 và tiếp giáp với dân cư tổ 25, 26, 27, nay là tổ 10, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên. Hoạt động khai thác, chế biến đá làm vật liệu xây dựng của mỏ đá núi Voi đã diễn ra liên tục gần 40 năm nay. Công nghệ khai thác lạc hậu, hệ thống xử lý khói bụi thiếu đồng bộ đã khiến cho việc vận hành dây chuyền nghiền, tuyển đá gây khói bụi hàng ngày, ảnh hưởng đến khu vực xung quanh, đặc biệt là những lần xảy ra sự cố. Vừa rồi là chúng tôi cũng có xảy ra cái là để nó bụi, là vì là trong cái quá trình khai thác thì cái máy bơm của chúng tôi để dập bụi là nó có bị trục trặc, bị như thế hỏng, cho nên chưa kịp thay thế nó là bị sự cố mất 1 đến 2 ngày. Chưa hết lo lắng về khói bụi do khai thác đá, mấy tháng nay các hộ dân ở tổ 10 phường Chùa Hang lại khổ sở vì khói bụi của nhà máy luyện vôi hoạt tính, bởi nhà máy này chỉ nằm cách nhà của các hộ dân chừng vài chục mét. Cái khoảng cách từ nhà máy với khu dân cư liệu thế này có đảm bảo sức khỏe cho người dân ở khu vực này? Từ lá cây này rồi thì sân này các thứ là đấy, cứ một lớp bụi che dày phủ một lượt. Để tự bảo vệ sức khỏe, các hộ dân ở đây đã tìm mọi cách be bịt kín ngôi nhà của mình, đóng cửa cả ngày, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết. Nhiều gia đình đã buộc phải tìm một nơi ở khác đảm bảo cho con cháu của mình. Bức xúc vì ô nhiễm, người dân địa phương đã kiến nghị nhiều lần, nhưng xem ra chưa có gì chuyển biến. Chúng tôi đã có kiến nghị
cả bằng văn bản để các cơ quan chức năng cấp trên cho kiểm tra về cái độ ô nhiễm môi trường và những cam kết môi trường của các đơn vị này. Và đến nay thì nhân dân tiếp tục có phản ánh vì chưa khắc phục được các cái vấn đề ô nhiễm, chúng tôi cũng rất mong muốn là các cơ quan chức năng cấp trên giúp cho nhân dân và cho phường kiểm tra các cái ảnh hưởng do ô nhiễm môi trường của các cái đơn vị này. Sản xuất công nghiệp khó tránh khỏi gây ra những tác động đến môi trường. Nhưng vì mục đích kinh tế mà xem nhẹ môi trường, xem nhẹ đời sống của người dân là điều không thể chấp nhận. Bởi những đóng góp của doanh nghiệp cho xã hội không chỉ nhìn từ lợi ích kinh tế mà còn phải nhìn từ sự phát triển bền vững vì cộng đồng. Theo phản ánh của một số hộ dân ở xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi, xã Phù Ủng đã xây dựng bãi tập kết rác thải tạm thời gần khu dân cư đã gây ảnh hưởng đến môi trường sống, và dù đã kiến nghị nhưng địa phương vẫn tiến hành xây dựng. Trước thông tin này, nhóm phóng viên phòng thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã có mặt tại xã Phù Ủng để tìm hiểu sự việc. Đây là điểm tập kết rác thải tạm thời đang được tiến hành xây dựng tại thôn Đồng Bái, xã Phù Ủng. Theo quan sát của phóng viên, thì điểm tập kết này cách xa khu dân cư thôn Đồng Mái và xã Phù Ủng khoảng 1 km, nhưng chỉ cách 10 hộ dân của xã Bắc Sơn khoảng hơn 100 mét. Nếu điểm tập kết rác được hình thành đi vào hoạt động, thì việc gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của 10 hộ dân xã Bắc Sơn nêu trên là khó có thể tránh khỏi. Ông Trần Công Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phù Ủng cho biết đây là điểm đã được xã quy hoạch từ năm 2013. Căn cứ vào tình thực tế thì chỉ còn cái khu này là cái khu mà là đất công ích để xây dựng bãi rác, đã làm coi là các cái tờ trình và các cái hồ sơ từ năm 2013. Việc xây bãi tập kết rác tạm thời của xã Phù Ủng tại địa điểm này là không hợp lý cho dù đã nằm trong quy hoạch. Bởi ngoài việc gây ảnh hưởng đến môi trường sống của 10 hộ dân xã Bắc Sơn thì hiện nay điểm tập kết này chưa có đường để vận chuyển rác thải ra vào. Nhận thấy làm nông nghiệp đơn thuần không mang lại thu nhập cao, ông Lý Văn Dũng ở thôn Quế Trà, xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn đã bươn trải qua nhiều nghề khác nhau, lấy ngắn nuôi dài để phát triển mô hình kinh tế tổng hợp, giải quyết nhiều việc làm cho lao động địa phương. Cuối năm 2017, gia đình ông Dũng đầu tư máy móc sản xuất gạch ba vanh phục vụ nhu cầu tại địa phương. Cơ sở này giải quyết việc làm cho 4 lao động, mỗi ngày công từ 150.000 đến 200.000 đồng trên một người. Trong mùa nông nhàn, đây là nguồn thu nhập giúp hỗ trợ người dân chi phí sinh hoạt hàng ngày. Sản xuất vật liệu xây dựng chỉ là một mảng kinh doanh của gia đình ông Dũng. Ngoài ra ông còn bán hàng tạp hóa, có xe chuyên chở đồ dùng vật liệu xây dựng theo nhu cầu, sửa chữa máy móc và chăn nuôi thêm lợn, gà. Trước đó ông cũng đã bươn trải nhiều nghề, từ khi mới chuyển vào thôn vùng cao Khuổi Trả, ông Dũng là người đầu tiên có máy sắt thóc rồi treo từng gói mì tôm, thuốc lá ở cửa sổ để bán. Cứ thế quy mô buôn bán lớn dần lên, ông mua thêm máy làm bún phục vụ cho nhu cầu của người dân. Ông cũng đầu tư nuôi ngựa bạch, sau đó chuyển sang nuôi trâu bò. Vài năm trở lại đây do thiếu bãi chăn thả, ông đầu tư xây dựng chuồng trại, chuyển sang chăn nuôi lợn thịt. Hiện nay trong chuồng của gia đình ông nuôi được hơn 60 con lợn, dù có thời điểm giá lợn xuống thấp nhưng gia đình vẫn tiếp tục duy trì đàn vật nuôi này. Vừa rồi ông nuôi một lứa lợn khoảng 40 con, đã xuất bán 10 con vào đúng thời điểm giá lợn tăng cao, mang lại nguồn thu nhập khá cho gia đình. Thị trường của bây giờ như là trâu bò thì là những cái rồi thì bây giờ người ta trồng cây hết rồi, trồng rừng hết rồi. Cái khó khăn về cái chỗ chăn thả thì lại chuyển đổi sang nuôi chăn nuôi lợn gà thôi. Xuống giá cũng có thời điểm lỗ mà. Thời điểm cũng lỗ nhiều ấy. Như vừa rồi là chạy dịch thì cũng lỗ mất chắc cỡ vài chục thì đấy. Ông Dũng rất nhạy bén với thị trường, ông sẵn sàng chuyển đổi cơ cấu vật nuôi theo nhu cầu, đầu tư máy móc trang thiết bị để mở rộng quy mô sản xuất. Vì thế mà ngành nghề nào ông đầu tư thực hiện cũng mang lại hiệu quả và đáp ứng được nhu cầu của người dân địa phương. Điều này hỗ trợ cho ông rất nhiều trong thực hiện vai trò của một người bí thư chi bộ thôn, đặc biệt là trong công tác truyền thông cho người dân ở thôn bản. Với phương châm hướng tới nền nông nghiệp không chất độc, môi trường trong lành cho sức khỏe con người, từ năm 2017, Hội Phụ Nữ huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đã triển khai mô hình trồng rau sạch an toàn ở 10 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Trong đó, mô hình tại xã Hải Cừ được đánh giá là mô hình thành công nhất.
Tại Hội Phụ Nữ xã Hải Cường hiện có 300 hội viên tham gia nhóm phụ nữ hướng tới nền nông nghiệp sinh thái, không độc chất. Mô hình được các hội viên áp dụng rộng rãi trong trồng rau phục vụ cho bữa ăn gia đình, cũng như để kinh doanh, phát triển kinh tế. Mặc dù giá rau sạch khá cao so với giá rau trồng bằng phương pháp thông thường, nhưng các hộ vẫn kiên trì thực hiện mô hình, quyết tâm giữ thương hiệu rau sạch Hải Cường, được người dân địa phương và các xã lân cận tin tưởng. Tuy nhiên, do thời gian chăm sóc và thu hoạch rau theo mô hình này mất nhiều thời gian hơn trồng rau thông thường, nên phần lớn mô hình mới chỉ áp dụng trong các hộ gia đình, chưa được nhân rộng. Sản phẩm chỉ đủ để cung cấp cho nhân dân địa phương và một vài xã lân cận. Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hải Hậu sẽ tiếp tục triển khai mở rộng diện tích trồng rau sạch an toàn tại các xã thị trấn còn lại nhằm tạo điều kiện để chị em phụ nữ nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất rau sạch, rau an toàn. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.